Chào mừng bạn đến với kênh của Đông Dược Tinh Tú. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn tác dụng điều trị của vị thuốc quyết minh tử. Quyết minh tử hay thảo quyết minh là hạt già đã phơi hay sấy khô của cây thảo quyết minh. Đây là loại cây mọc hoang khắp nơi ở nước ta. Việt Nam có nguồn thảo quyết minh khá dồi dào. Ở các vùng đồi núi thấp và trung du mỗi năm thu được hàng trăm tấn hạt khô, thỏa mãn nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Vào khoảng tháng 9 đến tháng 11, quả chín hái về, phơi khô, đập lấy hạt lại phơi nữa cho thật khô. Khi dùng, sao nhỏ lửa cho đến khi có mùi thơm. Tùy theo yêu cầu điều trị, có thể sao vàng hoặc sao cháy. Thành phần hóa học trong thảo quyết minh có chứa nhóm chất chính là anthranoid và chất béo. Các anthranoid trong thảo quyết minh có tác dụng nhuận tràng. Ngoài ra, còn có chất rubrofuserin tác dụng độc có mức độ đối với tế bào ung thư leukemia thể lympho P388 và có thể làm giảm hoạt động thần kinh trung ương. Những chất khác gồm có chất nhầy. Chất tít, chất béo và sắc tố. Tác dụng thảo quyết minh theo y học cổ truyền. Thảo quyết minh tươi có vị nhạt, hơi đắng. Dược liệu sao rồi có vị đắng, ngọt, hơi mặn, tính mát. Quy kinh can, thận, đại trường. Tác dụng thanh can minh mục, nhuận tràng thông tiện. Chỉ định, chứng can kinh thực hỏa gây đau mắt. Nhiều dị thường dùng cùng với hạ khô thảo, chi tử. Nếu phong nhiệt gây đau đầu, mắt đỏ thường dùng cùng với cúc hoa, tang diệp. Chứng đại tiểu tiện bí kết thường dùng cùng với hỏa ma nhân, qua lâu nhân. Chú ý, không dùng khi khí hư gây đại tiện lỏng nát. Công dụng thảo quyết minh theo y học hiện đại. một Tác dụng nhuận tràng. Do có các chất anthranoid, thảo quyết minh có tác dụng gia tăng sự co bóp của ruột làm cho sự tiêu hóa được tăng cường, đại tiện dễ dàng mà không đau bụng, phân mềm không lỏng, chỉ được táo bón. 2. Tác dụng an thần. Trên thỏ dùng bằng đường uống thảo quyết minh có tác dụng an thần. Biểu hiện trên điện não đồ làm tăng các thành phần sóng chậm, giảm sóng nhanh, giảm hoạt hóa với các tế bào thần kinh của thể lưới và vò não. 3. Tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm. Dạng chiết cồn từ hạt thảo quyết minh có tác dụng ức chế các loại vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, trực khuẩn bạch hầu, trực khuẩn đại tràng, thương hàn, phó thương hàn. Cao nước từ hạt có tác dụng ức chế một số nấm gây bệnh ngoài già. 4. Tác dụng hạ huyết áp hạ lipid máu các nghiên cứu trên vật thí nghiệm chỉ ra rằng thảo quyết minh có vai trò trong việc hạn chế hình thành mảng sơ vỡ động mạch hạ cholesterol toàn phần và triglycerid kiểm soát nồng độ lipid trong máu và hạ huyết áp những điều cần lưu ý khi dùng thảo quyết minh người tiêu chảy và huyết áp thấp phụ nữ mang thai không nên dùng không nên dùng liên tục kéo dài vì có thể gây nôn và tiêu chảy trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc quyết minh tử hay thảo quyết minh cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video